Xin chào tất cả các bác đang theo dõi kênh YouTube của cơ sở khuôn tổng hợp. Trên màn hình các bác đang theo dõi chính là 10 bộ khuôn chậu ABS được bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Và trong 10 mẫu này thì có 5 mẫu lục giác dáng bầu và 5 mẫu lục giác dáng chung. Em sẽ quay chi tiết lần lượt từng mẫu để các bác theo dõi. Đầu tiên chính là cái mẫu lục giác rộng 30. Với họa tiết là hoa hồng và xóm mặt của nó thì đều là hoa hồng. Và ở phía dưới đây chính là cái phần bộ khuôn của nó. Về cái thành phẩm mà sau khi đã đúc hoàn thiện, đây các bác theo dõi một vòng xung quanh. Với kích thước của sản phẩm, chiều rộng miệng phủ bì là khoảng 30 cm, phần lọt lòng còn được khoảng 25 cm, đo phần hai cạnh song song. Về phần chiều cao tổng thể của cả chậu và cả chân là khoảng 34 cm. Ở phía dưới đây chính là cái phần bộ khuôn của nó. Về cấu tạo của khuôn thì bao gồm có phần chậu thì một cái lồng trong liền khối này, và mảnh bên ngoài gồm có 3 mảnh đôi ghép lại với nhau, và họa tiết là hoa hồng đây. Phía dưới là cái phần chân của nó thì cũng cấu tạo bao gồm có 6 mảnh bên ngoài và liên kết với nhau bằng cái chốt nhựa này, và cái lồng trong của nó là liền khối, và các bác đổ bê tông chỉ cần đổ bên trên mặt này thôi. Với mẫu số 2 là lục giác rộng 38. Để các bác theo dõi về thành phẩm. Mẫu này thì nó có dưới dạng là hoa sen và chữ phúc lộc thọ. Các bác có thể lấy sen kẽ giữa 3 mảnh sen và 3 mảnh phúc lộc thọ. Như cái mẫu 45 ở bên cạnh ở đây là đang để dạng sen kẽ. Về phần kích thước của sản phẩm, với chiều rộng miệng phủ bì đo hai cạnh song song là 38 cm, phần lọt lòng là khoảng 33 cm, và phần chiều cao tổng thể của cả chậu và cả chân là 44 cm. Ở phía bên dưới đây chính là cái phần bộ khuôn của nó. Bộ khuôn được cấu tạo từ vật liệu nhựa ABS. Với phần chậu thì cấu tạo bao gồm có 6 mảnh bên ngoài liên kết với nhau bằng chốt nhựa, và cái lòng trong này là lòng trong ghép mảnh nhá. Cấu tạo bao gồm có 3 mảnh ghép lại với nhau và liên kết với nhau bằng cái ốc sắt này. Phần khuôn chậu thì có 6 mảnh bên ngoài và một cái miếng đáy, và đồng thời miếng đáy này có hai cái phần nhô lên này để làm cái lỗ thoát nước cho chậu. Ở phía cuối cùng đây chính là cái phần khuôn chân. Khuôn chân của nó thì cấu tạo bao gồm có cũng 3 mảnh đôi bên ngoài và một cái lòng trong này liền khối. Đó là phần khuôn chân của cái bộ lục giác rộng 38. Mẫu số 3 là mẫu lục giác rộng 45. Với họa tiết là hoa sen và chữ phúc lộc thọ. Mẫu này thì cũng tương đối là giống mẫu lục giác rộng 38 thôi. Cũng xen kẽ dưới dạng là 3 mảnh sen và 3 mảnh phúc lộc thọ. Đây các bác xem mặt bên này đây chính là chữ thọ này. Và mặt còn lại đây chính là chữ phúc. Về kích thước của sản phẩm, với chiều rộng miệng phủ bì là khoảng 45 cm, phần lọt lòng là 40 cm, và phần chiều cao tổng thể cả chậu và chân là khoảng 54 cm. Ở phía dưới đây chính là cái phần bộ khuôn của mẫu lục giác rộng 45. Với cấu tạo bao gồm có 6 mảnh bên ngoài, một miếng đáy, và cái lòng trong này thì cũng ghép mảnh như cái mẫu lục giác rộng 38, và cũng bao gồm có 3 cái mảnh lòng trong ghép lại với nhau bằng cái ốc sắt. Và phía đáy của cái phần chậu đây thì cũng có một miếng đáy và có hai cái phần nhô lên này để làm cái lỗ thoát nước, và xung quanh có 6 cái phần âm xuống để làm cái chân giả.
Đây chính là cái phần chân đây, phần chân giả của nó nhô xuống đây. Ở dưới cùng chính là cái phần khuôn chân. Đối với mẫu lục giao rộng 45 này thì cấu tạo của khuôn chân thì bao gồm có 6 mảnh bên ngoài. Đây 6 mảnh bên ngoài đây, và bên trong cũng thế rồi. Bên trong bao gồm có 6 mảnh và liên kết với nhau bằng ốc sắt. Còn bên ngoài thì liên kết với nhau bằng cái chốt nhựa này. Tiếp theo là mẫu số 4, chính là mẫu lục giác rộng 60. Và mẫu này cũng họa tiết là hoa sen và con hươu đây, gọi là cái nương. Và mẫu lục giác rộng 60 này thì cũng có thể xen kẽ được chữ phúc lộc thọ và cái hoa sen này. Đây các bác xem xung quanh về cái sản phẩm đã đúc và sơn hoàn thiện của bộ lục giác rộng 60. Còn về phần kích thước của sản phẩm, với chiều rộng miệng phủ bì là khoảng 60cm. Phần lọt lòng, lọt lòng là khoảng 52 phân rưỡi, gọi là gần 53 phân. Còn phần chiều cao, chiều cao tổng thể của cả phần chậu và phần chân là 65cm. Ở phía dưới đây chính là cái phần bộ khuôn của nó. Cũng tương tự như bộ lục giác rộng 45 thì mẫu 60 này có cấu tạo thì cũng tương tự nhau thôi, cũng bao gồm có 6 mảnh bên ngoài và một cái lòng trong này ghép mảnh. Và khác với mẫu 45 là mẫu 60 này, lòng trong của nó thì bao gồm có 6 mảnh ghép lại với nhau nhé. Và các mảnh đều có đường gân chỉ này, và một miếng đáy nữa, này miếng đáy của cái lòng trong. Và lòng trong này liên kết với nhau bằng các ốc sắt đây. Đây là phần khuôn chậu, bên trong của khuôn chậu này. Các bác theo dõi về phần họa tiết hoa văn này. Cũng có mẫu sen và chữ phúc lục thọ xen kẽ. Ở phía dưới cùng đây cũng chính là cái phần chân của bộ lục giác rộng 60. Cũng có cấu tạo bao gồm có 6 mảnh ngoài này và 6 mảnh lòng trong. Lòng trong này của chân này cũng liên kết với nhau bằng ốc sắt rồi. Đối với mẫu số 5 là mẫu lục giác rộng 70, với họa tiết là cúc, trúc và mai. Đây các bác xem. Về phần kích thước của sản phẩm, với chiều rộng miệng phủ bì là 70cm. Và phần lọt lòng, lọt lòng của đó hai cạnh song song đây, còn được lại là khoảng 60cm. Và phần chiều cao, chiều cao tổng thể của cả chậu và cả chân, đây em đo được đây là 77cm nhé, cả chậu cả chân là 77cm của bộ lục giác rộng 70. Các bác xem về các sản phẩm mà đã đúc hoàn thiện. Còn ở bên dưới là chính là cái phần bộ khuôn của nó đấy, cũng như các bộ khác thôi. Cấu tạo thì bao gồm có các mảnh ghép bên ngoài, lòng trong thì cũng ghép mảnh, và có sẵn cái lỗ để thoát nước rồi. Và phía chân, chân thì bên trong thì cũng có lòng trong và ghép mảnh. Vừa rồi là 5 bộ lục giác dáng chung, từ bộ 38, bộ 30, bộ 38, bộ 45, bộ 60 và bộ 70. Còn ở bên cạnh đây chính là 5 bộ của dáng bầu, với kích thước lần lượt là rộng 35, rộng 45, rộng 55, rộng 60. À xin lỗi, mẫu này 65 và cuối cùng là mẫu 75. Đều là họa tiết là cây tùng. Và riêng mẫu 65 này thì có thể xen kẽ được họa tiết chữ phúc lộc thọ. Trở lại với từng mẫu. Đây chính là cái thành phẩm của bộ lục giác rộng 35 dáng bầu đây.
với kích thước của sản phẩm là chiều rộng miệng phủ bì ở đâu hai cạnh song song là 35 cm. Phần lọt lòng ở đây còn được khoảng 30 cm. Về phần chiều cao tổng thể của cả chậu và chân là 28,5, gần 29 cm. Ở phía dưới đây chính là cái phần bộ khuôn của nó nhé. Cấu tạo thì bao gồm có 6 mảnh bên ngoài, một cái lòng trong này, lòng trong liền khối đây, và 6 mảnh bên ngoài thì có liên kết với một miếng đáy đây. Miếng đáy thì có sẵn hai cái lỗ để thoát nước rồi. Bên ngoài thì liên kết với nhau bằng các chốt nhựa truyền thống đây. Các bác xem một khuôn rất dày dặn nhé. Còn phía dưới cùng đây chính là cái phần chân của nó. Chân của nó thì có cấu tạo bao gồm có 3 mảnh đôi ghép lại với nhau bên ngoài và một cái lòng trong liền khối. Đó là mẫu lục giác rộng 35. Mẫu tiếp theo là mẫu lục giác rộng 45. Cũng họa tiết xung quanh cũng đều là cây tùng thôi, xóm mặt đều là cây tùng. Với phần kích thước của sản phẩm, chiều rộng miệng phổ bì là 45 cm. Phần lọt lòng còn được khoảng 38 cm. Về phần chiều cao tổng thể của cả chậu và cả chân là 37 cm. Còn phía dưới đây chính là cái phần bộ khuôn của nó. Bộ khuôn của lục giác rộng 45 thì cấu tạo bao gồm có 6 mảnh bên ngoài và một cái lòng trong này thì cũng gọi là lòng trong ghép mảnh nhé. Cũng cấu tạo bao gồm có 6 miếng ghép lại nhau và liên kết bằng ốc sắt. Còn đây phần bên ngoài đây, mảnh ngoài đây, phía đáy thì cũng hai cái lỗ để làm lỗ thoát nước rồi. Phần chân này cũng cấu tạo tương tự như mẫu lục giác rộng 35 thôi, cũng có 3 miếng đôi này và cái lòng trong này liền khối. Tất cả các mẫu khuôn ABS thì cả chậu cả chân đều có lòng trong nên chúng ta đúc cũng rất là dễ thôi. Còn mẫu tiếp theo chính là mẫu lục giác rộng 55. Các mẫu này thì tương đối là giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước. Ở đây em đo được kích thước phổ bì là 55 cm. Lọt lòng đây còn khoảng là 46 cm. Phần chiều cao của cả chậu và cả chân là 46 cm. Ở phía dưới đây chính là cái phần bộ khuôn của nó thì cấu tạo cũng tương tự như bộ 45 thôi, thì bao gồm các 6 miếng vỏ ngoài này và miếng vỏ ngoài thì có miếng đáy và cái lòng trong cũng cấu tạo bao gồm có 6 miếng và ghép lại với nhau thì bằng cái ốc sắt đây. Dưới cùng là phần chân này. Phần chân này cấu tạo bao gồm cũng 6 miếng vỏ ngoài này và một cái lòng trong liền khối. Đó là của cái bộ lục giác rộng 55. Tiếp theo là mẫu lục giác rộng 65. Mẫu này có cải tiến hơn một chút so với các mẫu khác. Đó là có thể xen kẽ được cái chữ Phúc Lộc Thọ này và mảnh tùng. Và hoa văn cũng tương đối là sâu nha các bác. Đây, chữ Lộc đây. Còn hoa văn cây tùng này cũng rất là sâu này. Và đặc biệt hơn nữa là mẫu này thì nó có cái phần nhô xuống này của cái chân này. Dưới cái phần chân này nó âm ở bên trong và có một 6 cái phần nhô xuống này. Để nó tách được cái phần chân và phần chậu ra. Đây các bác nhìn lại của mẫu 65. Còn đối với các mẫu khác thì nó không có phần chân nhô xuống này. Đổ chậu và chân để lên cảm giác như là liền khối nhé. Đây chính là cái phần dưới này phần chân này. Còn trên này phần chậu đây, nó không có phần chân giả nhô xuống phía dưới này, giống như cái mẫu 65 này. Và đây là chính là cái bộ khuôn của mẫu lục giác rộng 65. Mẫu này thì chúng ta có thể xen kẽ được là 3 chữ Phúc Lộc Thọ và 3 mảnh tùng. Hoặc các bác có thể lấy toàn bộ là đều là mẫu tùng, hoặc toàn bộ đều là mẫu chữ Phúc Lộc Thọ cũng được. Về cấu tạo của bộ khuôn thì cũng bao gồm có 6 miếng vỏ ngoài
cái lòng trong cũng liên kết với nhau bằng cái ốc sắt đây. Và cái lòng trong này cũng có một cái miếng đáy của cái lòng trong. Và miếng đáy này thì có cái phần nhô xuống này, hai cái phần nhô xuống này để làm cái lỗ thoát nước. Và bộ 65 này thì có một miếng đáy của nó khác với các loại khác thì nó có phần 6 cái chân này. À, nhô xuống để làm cái chân giả. Tuy nhiên chân giả là sẽ thụt ở bên trong nhé. Phía cuối cùng đây chính là cái phần chân của nó. Chân của nó thì cũng cấu tạo bao gồm có 6 miếng vỏ ngoài và 6 miếng lòng trong. Và bộ cuối cùng đây chính là bộ lục giác rộng 75. Bộ này thì nó không có chân giả như bộ 65 nhé. Thì mỗi bộ 65 là có cái phần chân nhô xuống thôi. Về phần kích thước của sản phẩm, với chiều rộng miệng phủ bì là 75cm đây. À, phần lọt lòng, lọt lòng là khoảng 63cm lọt lòng nhé. Còn phần chiều cao, chiều cao tổng thể của cả chậu và cả chân là khoảng 61cm. Đây, mẫu này cũng họa tiết là cây tùng thôi. Còn ở phía dưới đây chính là cái bộ khuôn của nó. Hình cấu tạo cũng bao gồm có 6 miếng vỏ ngoài, 6 miếng lòng trong, và lòng trong có một cái miếng đáy đây rồi. Và phía chân của nó thì cũng thế nhá. Chân của nó bao gồm có 6 miếng vỏ ngoài và 6 miếng lòng trong. Vừa rồi là em đã giới thiệu chi tiết với các bác về 10 bộ khuôn được bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Em sẽ đi lần lượt lại một lần nữa để cho các bác theo dõi với nhìn từ xa. Đầu tiên là mẫu lục giác rộng 30 này, họa tiết hoa sen. Mẫu số 2 là lục giác rộng 38. Đây, mẫu số 3 lục giác rộng 45. Mẫu lục giác rộng 60. Mẫu lục giác này là rộng 70. Đây, rồi cao để có theo dõi cả chân nhé. Còn về lục giác dáng bầu, lục giác dáng bầu thì có mẫu lục giác rộng 35, lục giác rộng 45, lục giác rộng 55, lục giác rộng 65 và mẫu lục giác rộng 75. Đây chỉ là 10 mẫu mà được bán chạy nhất trong thời gian vừa qua. Và ngoài các mẫu này thì cơ sở khuôn tổng hợp còn có rất nhiều các loại mẫu khuôn chậu khác. Các bác có thể tham khảo tại website khuontonghop.com. Và để đặt hàng, các bác có thể liên hệ với số điện thoại và Zalo được ghi trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.